Rất hay của Đình Hoàng. Liên tiếp và cuối cùng thì chín. Đình Hoàng đã khiến cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn. Vận động viên của Lâm Đồng ra sân trong trang phục áo sọc trắng xanh. Hai trọng tài trong trận đấu này là trọng tài Nguyễn Công Hương và trọng tài Vũ Anh Tuấn. Đây là ông Nguyễn Công Hương, trọng tài chính trong trận đấu này, trận đấu bán kết đôi nam. Còn trọng tài giao cầu đó là ông Vũ Anh Tuấn. Bây giờ thì các tay vợt đang khởi động để chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán ngày hôm nay trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu mùng 1 tháng 9. Đã hết thời gian khởi động của các tay vợt, bây giờ thì chúng ta sẽ được theo dõi những diễn biến trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Lâm Đồng được xếp hạt giống số 2, trong khi đó Hà Nội xếp hạt giống số 4, cũng không phải là một khoảng cách xa. Sự cân bằng là điều mà chúng ta có thể cảm nhận ở các tay vợt trong nội dung đánh đôi của nam. Xin được nhắc lại, trong trang phục màu trắng là bộ đôi của Hà Nội Lê Văn Tú cùng Nguyễn Trí Đức. Trong khi đó trong trang phục màu xanh là Nguyễn Đình Hoàng cùng Trần Đình Mạnh của Lâm Đồng. Trần Đình Mạnh trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã có trận đấu với Nguyễn Vũ Ngọc Trân. Đó là trận đánh đôi nam nữ. Bộ đôi của Lâm Đồng đã thất bại trước bộ đôi của Bát Giang, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh. Đó là điểm dành cho Đình Hoàng và Đình Mạnh. Thấy được sự mạnh mẽ ở những tình huống tấn công. Đó cũng là những sự thích thú nhất định dành cho người xem. Không qua lưới, điểm đầu tiên dành cho Đình Hoàng và Đình Mạnh.
Đình Hoàng đã có một chút thời gian nghỉ ngơi, trong khi đó Đình Mạnh vừa thi đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên là thể lực đã bị suy giảm, nhưng không vì vậy mà chất lượng trong những tình huống tấn công bị giảm đi từ tay vợt này. Bộ đôi thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ chạm trán với Hồng Nam, Tuấn Đức của Hà Nội. Đó cũng là hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam. Hồng Nam và Tuấn Đức đã vượt qua Tuấn Huy cùng Xuân Mạnh cũng của Hà Nội trong trận đấu bán kết. Như vậy không được, pha xử lý không tốt của Đình Mạnh sẽ là người phát công. Đó là tình huống ghi điểm tương đối may mắn nhưng hợp lý của Đình Mạnh. Không qua lưới. Điểm tiếp theo dành cho bộ đôi bên phía Lâm Đồng. Cách biệt bây giờ chỉ còn là một điểm. Không qua lưới, rất đáng tiếc. Đình Mạnh. Đây sẽ là trận đấu được dự báo rất căng thẳng khi mà những diễn biến đã qua cho thấy được sự cân bằng. Ở tình huống tấn công thứ 3 thì Lê Văn Tú là người đã mang về điểm số thứ 8 cho đội Hà Nội. Tình huống đập cầu này là quá khó. Không được. Xử lý không qua lưới của Đình Hoàng. 9-5, cách biệt 4 điểm. Là một trạng thái khá tốt của Văn Tú cùng với Trí Đức. Cầu được điều sang phần sân của đối thủ một cách cực kỳ hợp lý của Đình Mạnh. Pha xử lý nhẹ nhàng và gọn gàng. Điểm thứ 6 dành cho bộ đôi bên phía Lâm Đồng. Cầu ngoài. 7-9. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 2 điểm. Không qua lưới. Điểm số trong ít phút vừa qua. Sau đó thì Trí Đức đã tận dụng thời cơ. Pha xử lý rất sát lưới. Và lợi thế dành cho đội Hà Nội. Trong sân. Trọng tài xác định cầu ở trong sân. Trọng tài khó có thể sai được khi tình huống vừa rồi diễn ra cũng tương đối chậm, không có gì quá nhanh. Pha tấn công rất mạnh, 10 đều ở game đấu đầu tiên. Tình huống xử lý rất hay của Đình Hoàng. Come on, come on.
huống tấn công liên tiếp. Hai đội đã trở lại và bây giờ sẽ là diễn biến tiếp theo. Và tấn công vừa rồi là của Đình Hoàng. Đình Hoàng đứng ở phía sau và liên tục cho thấy được tình huống bọc lót rất tốt. Quá khó để Trí Đức có thể đỡ được cầu. 11 đều. Không qua lưới. Hai vận động viên của Lâm Đồng đã vươn lên dẫn điểm 12-11. Cầu ở ngoài. Chúng ta sẽ định cầu ở ngoài sân. Quyết định chính xác. Cầu ngoài. Bằng giữa đôi bên. Thêm một tình huống đưa cầu ra ngoài nữa. Cả hai đều đã có những pha xử lý cầu ra ngoài liên tục. 13 đều. Rất hay. Ý đồ phát bóng, sử dụng đoạn ý đồ phát cầu và sau đó xử lý. Bước 2 là rất rõ ràng, Trí Đức đã nhắm đến vị trí ở góc sân. Một cú vút cầu ra góc sân ghi điểm cho đội Hà Nội. 14-13. Hai vận động viên của Hà Nội đã không hiểu ý nhau. Cả hai đội. Không qua lưới. Và phát cầu sau đó của Đình Hoàng là không tốt. 15 đều. Cầu ngoài. Không qua lưới. Ba tình huống đập cầu liên tiếp của bộ đôi bên phía Lâm Đồng rất khó đỡ. Hai pha tấn công đầu tiên thì Văn Tú cùng với Trí Đức đều đã phòng thủ được. Công tốt của Đình Mạnh. Và sau đó là tình huống tấn công tiếp theo. Rất thay. Điểm số rất quan trọng. 19-17 cho Đình Hoàng và Đình Mạnh. Tận dụng thời cơ quá tốt. Ủa,
không thể. Rất chính xác. Game point dành cho bộ đôi bên phía Lâm Đồng. Bộ đôi hạt giống số 2 ở nội dung đôi nam đang có được lợi thế rất lớn và quan trọng để giành chiến thắng ở game đấu này. Và đó là điểm quyết định. Người đã ghi điểm quyết định cho đội Lâm Đồng là Đinh Mạnh. 21-18. Game đấu đầu tiên diễn ra rất hấp dẫn giữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến ở game đấu thứ hai trong trận đối đầu giữa các tay vợt của Hà Nội và Lâm Đồng. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bán kết đôi nam tại giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia năm 2023. Ở trong game đấu thứ nhất thì bộ đôi Đình Hoàng, Đình Mạnh đã giành chiến thắng 21-18 trước Văn Tú và Trí Đức. Trong thời gian nửa sau của game đấu đầu tiên thì Đình Hoàng và Đình Mạnh của Lâm Đồng đã thi đấu rất hay, liên tục có những tình huống xử lý chính xác. Đây đã là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu mùng 1 tháng 9. Xin được nhắc lại là vào ngày mai thì các trận đấu chung kết sẽ được diễn ra ở tất cả nội dung đôi nam nữ. Đơn nam, đơn nữ và đôi nam. Đôi nữ. Điểm số bây giờ đang là 3-3. Ở game đấu này thì hai tay vợt của Hà Nội sẽ cần phải rất quyết tâm. Bốn ba dành cho Đình Hoàng và Đình Mạnh. Trong sân, ở trong tình huống quyết định thì Đình Hoàng lại không còn giữ được một vị trí tốt nữa. Sự quyết tâm giành chiến thắng ở game đấu thứ hai này. Cú đập cầu là quá khó. 5-7. Pha tấn công liên tiếp. Đình Hoàng và Đình Mạnh ngay lập tức đã trở lại. Quá khó dành cho bộ đôi áo trắng. Họ đã liên tục phải phòng thủ. Bảy đều. Không được.
rất đáng tiếc. Cầu ngoài. Không qua lưới. Lại thêm một tình huống xử lý không tốt. Và Tú và Trí Đức đã vươn lên 18. Không qua lưới rất đáng tiếc. Liên tục là những tình huống tấn công của Nguyễn Trí Đức. Trí Đức đứng ở phía sau và khá chủ động. Đáng tiếc là anh lại không thể mang về điểm số thứ 11 cho đội Hà Nội. Người giao cầu sẽ là Đình Mạnh. Ở trong sân, người đều phán đoán sai lầm. Thêm một điểm nữa cho bộ đội bên phía Lâm Đồng. Đây là thời điểm mà Lâm Đồng đang có được lợi thế về mặt tinh thần, với hai vận động viên Đình Hoàng và Đình Mạnh chơi rất chắc chắn. Cầu ngoài xử lý hơi mạnh. 11 đều. Và sau đó là tình huống nhiều cầu tốt của Văn Tú. Lần này nó giống như những gì đã diễn ra trong game đấu đầu tiên. Điểm cho bộ đôi bên phía Lâm Đồng 13-12. Pha xử lý không tốt của Văn Tú. Lần này thì Văn Tú là người đã mang về điểm số gỡ hòa 13 đều. Không qua lưới. Tình huống xử lý ở phía sau khu vực của Trí Đức chưa mang lại nhiều hiệu quả. Vẫn là những phút giây mà cả hai đều cho thấy được sự sát sao về mặt điểm số. Quá hay. Và xử lý quá hay của Đình Mạnh. Tốt. Cầu ngoài 16-13. Cách biệt 3 điểm đang được tạo ra ở trong một thời khắc quan trọng này. Không qua lưới. Không khi Đình Mạnh thì trời khá ổn. 14-16. Đáng tiếc. Thêm một tình. Cầu ngoài. Thêm một tình huống xử lý không chính xác của Đình Hoàng. 16 đều. Đình Hoàng đang khiến cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn. Rất hay.
không qua lưới. Rất giống với những gì đã diễn ra trong game đấu thứ nhất. Thời điểm quan trọng và đội Hà Nội bị dẫn với cách biệt 2 điểm. Sau đó họ nhận thất bại. Cần phải có những tình huống xử lý chính xác ở giai đoạn quan trọng như thế này. Pha dứt điểm tốt vào vị trí của Đình Mạnh. Cầu ngoài rất đáng tiếc cho đội Hà Nội, là một lần nữa thì họ để mất đi điểm số quan trọng ở trong trận đấu ngày hôm nay, 19-17. Một điểm nữa thì sẽ là match point dành cho hai tay vợt của Lâm Đồng. Không qua lưới. Có match point. Đó là một tình huống mà Đình Hoàng, Đình Mạnh bị đặt vào trong một tình thế rất khó chịu. Đáng tiếc là hai tay vợt của Hà Nội lại không thể tận dụng được. Và đưa cầu cuối cùng của Lê Văn Tú sang phần sân của đối thủ lại không qua lưới. Match point dành cho Đình Hoàng và Đình Mạnh. Đây có thể sẽ là khoảnh khắc quyết định của trận đấu đánh đôi ngày hôm nay. Cầu ngoài nhưng kéo lại thêm một điểm nữa. Người phát cầu sẽ là Lê Văn Tú. Đó là tình huống dứt điểm quá tốt. Hai match point nhưng bộ đôi bên phía Lâm Đồng lại không thể kết thúc trận đấu. Vẫn đang là tỷ số hòa 20 đều. Rất quan trọng. Đội nào ghi được điểm ở trong tiếng này sẽ có được cơ hội giành chiến thắng ở game đấu này. Không qua lưới. Bây giờ là game point dành cho bộ đôi bên phía Hà Nội. Nếu như Đình Hoàng và Đình Mạnh không thể giành chiến thắng trong game này thì họ chỉ còn biết tự trách bản thân. Đã có hai match point quá tốt và thực sự rất thuận lợi nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng đây mới là thời điểm để thể hiện bản lĩnh. Game point dành cho Văn Tú và Trí Đức. Quá hay. 21 đều. Sự tiếc nuối đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà không rõ sẽ là sự tiếc nuối dành cho bên nào, game point dành cho Hà Nội hay match point dành cho Lâm Đồng. Rất hay, match point và đó là Đình Mạnh. Đình Mạnh trong trận đấu ngày hôm nay chơi rất hay. Đình Mạnh quá nổi bật. Trước đó thì anh còn có trận đấu đôi nam nữ. Đình Hoàng, và như vậy chiến thắng đã đến với đội Lâm Đồng. Tấm vé vào chơi ở trận chung kết đôi nam đã thuộc về bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh bên phía Lâm Đồng. Bộ đôi hạt giống số 2 đã vượt qua hai tay vợt của Hà Nội Lê Văn Tú và Nguyễn Trí Đức. Rất hấp dẫn ở trong cuộc đối đầu này.